Rồi, tiếp tục mình coi chiếc cát các bạn đang múc đất bỏ vô bờ kè nè các bạn. Xe cuốc này không biết bị gì mà ra khói quá trời quá. Tài xế nãy là lắc đầu luôn đó. Đó, các bạn thấy rồi, thấy khói kìa. Có nhiều quá lâu nhưng mà tại muốn ít đất quá chứ phà rồi. Rồi còn dài gào nữa là xong cái chỗ bà gà này nha. Tối rồi. Nay không đi làm à?
không có nữa. Khói ra mà tài xế nhăn mặt luôn. Bị gì mà khói dữ à? Nghe tài xế nói ra khói bị ung thư phổi chứ. Cho ông mập lái ơi. Kìa coi anh tài xế phụ kìa. Anh mập. Anh 100 kg á. Rồi mấy nè. Ôi ôi, bích thì thôi, tôi xé luôn. Ha ha ha.